Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và một số dòng xe Tycoon. Thì giá của nó hiện tại thì cũng đang rớt giá rất là mạnh luôn. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có Liên sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn. Xin chào mọi người nha. Lại là tuần mới rồi đây, Liên lại cập nhật dòng xe Tycoon cho mọi người nha. Và đặc biệt đang được giảm giá rất là mạnh cho mọi người luôn. Rồi, đầu tiên Liên sẽ đi vào là dòng GTR. GTR thì cũng được nhập khẩu nguyên chiếc của Indo luôn nha mọi người. Hầu như GTR bây giờ rất là hiếm hàng luôn, tại vì rất là khó nhập. Thì hiện tại đây, một em này là bên Liên là màu đen nhám nha mọi người. Giá của em nó hiện tại đang là 49 triệu đồng cho mọi người thôi nè. Dòng nhập khẩu nguyên chiếc luôn nha, màu zin. Cho bạn nào thích màu zin nha. Nếu mà mọi người thích cái màu bóng á, thì bên Liên vẫn độ lên mọi cho mọi người nha. Tại vì cái mẫu GTR màu đen bóng thì nó đã hết hàng rồi mọi người. Giờ nó chỉ còn đen nhám như thế này thôi. Thì mọi người nào mà thích đó thì độ lên đen bóng thì chỉ có cao hơn 1 triệu thôi. Giá của em nó đang là 49. Nếu mà mọi người độ màu đen bóng hay mọi người độ thêm màu khác cũng được, thì nó chỉ thêm 1 triệu nha. Trả góp thì trả trước cho bên Liên 5 triệu là được rồi. Rồi, qua bên đây thì có dòng MX King nè mọi người. MX King cũng là dòng xe nhập khẩu luôn nha. Nó chỉ khác ẹt là nó là dòng xe nhập khẩu, còn như ẹt 150 là dòng xe chính hãng của Yamaha nha. Thì hiện tại MX King đang với giá là 43 triệu đồng một chiếc cho mọi người nè. Còn đây như ẹt 150, ẹt 150 thì chiếc màu này là màu xanh GB, thì chiếc này là bên Liên độ lại nha mọi người. Độ màu sơn nhưng mà dán tem zin cho mọi người luôn. Thì hiện tại ẹt 150 đang với giá là 41 triệu đồng cho mọi người một chiếc nè. Trả trước tầm 2-3 triệu là bên Liên hỗ trợ 10 nhận xe rồi nha. Rồi, tiếp tục MX King màu tem sơn 3D. Dạ đúng rồi, mẫu này là bên em sơn lại nè, độ lại cho khách. Nhưng mà cái cặp bánh mâm thì vẫn là cặp bánh mâm màu zin cho mọi người nha. Đó, hiện tại nó lên từ con xanh RGB á. Dạ đúng rồi. Thì hiện tại MX King thì 43 triệu màu sơn như thế này, chỉ cần cộng thêm 1 triệu giúp em là 44 triệu là được rồi. Rồi, qua bên đây là trắng đỏ này. Dạ, cái mẫu trắng đỏ này thì phải nói là bây giờ là hiếm hàng luôn. Thì mọi người cũng đang hỏi Liên rất là nhiều, thì hiện tại bên Liên có sẵn luôn nha mọi người. Thì đó, ẹt 150 bên Liên đang với giá là 41 triệu đồng một chiếc thôi nha mọi người. Màu zin luôn nha. Nói chung là bên Liên á, cái mẫu nào mà độ lại hay là màu sơn á, thì bên Liên sẽ nói là màu sơn, còn màu zin thì bên Liên sẽ nói là màu zin nha. Rồi, qua đây thì một cái dòng xe là bên Liên đang được xả cho mọi người nè. Đó là dòng ẹt 155 đang được giảm giá rất là mạnh luôn. Mọi người lên mà mua xe thì kiểm tra xe thoải mái nha. Tại vì giá chạy cho hãng thì mới được giảm giá mạnh như thế này luôn. Không phải xe cũ hay là xe lướt gì hết nha mọi người. Thì giá của em nó hiện tại đối với khóa thường thì là 41 triệu. Còn đối với tất cả các dòng khóa thông minh luôn đang là 44 triệu đồng. Đó, như đây là một cái phiên bản màu trắng nhám. Mẫu này mẫu 2023 luôn nha mọi người. Đó, mọi người có thể coi được cái tem này làm biết là mẫu 2023 nè. Cũng xả với giá 44 triệu đồng cho mọi người luôn. Bên này thì có giới hạn 2022. Dạ đúng rồi, mẫu xanh xám nè, mẫu giới hạn luôn. Bên em vẫn xả cho mọi người là 44 triệu luôn. Màu zin hoàn toàn luôn nha mọi người. Rồi, kế bên đây thì một em màu xanh GB. Thì thường thường á, những cái mẫu mà bỏ mẫu như thế này thì bên em sẽ độ lại cho mọi người. Nhưng mà lúc nào cũng dán tem zin như cái chiếc 150 hồi nãy đó mọi người. Đó, và có độ thêm một số phụ kiện nè, thì cho bạn nào thích. Thì phụ kiện bên Liên độ lên á, thì bên Liên đang được giảm giá 50% cho mọi người nha. Nếu mà mọi người lắp khóa chống trộm định vị gì đó thì bên Liên vẫn giảm 50% cho mọi người nha. Và thủ tục góp á, thì hiện tại nay bên Liên đang hỗ trợ cho mọi người cực kỳ đơn giản luôn. Và lãi suất thấp nữa nha mọi người. Thì mọi người chỉ cần là căn cước công dân là được nè. Còn nếu mà mọi người có thêm bằng lái xe hay là bảo hiểm y tế mà công ty cấp á, thì mọi người cứ đem theo. Bên Liên sẽ hỗ trợ cho mọi người một cái gói lãi rất là thấp nha. Còn nói với tất cả các dòng xe, nếu mà mọi người đã trước được tầm 40-50% giá trị của xe, bên Liên sẽ hỗ trợ cho mọi người nhận luôn gói cà vẹt gốc nha. Rồi, qua bên đây thì có hai màu bên Liên độ lên nè mọi người. Đó là một màu trắng đỏ và một màu xám vàng đen nha. Đó, màu độ như thế này thì mọi người cũng đã biết rồi, thì bên Liên chỉ cao hơn đúng 1 triệu đồng thôi. Và bên Liên đổi màu cà vẹt hợp lệ theo xe luôn nha mọi người nha. Nên mọi người cứ yên tâm là nếu mà độ màu lên thì cái cà vẹt nó có đúng màu hay không, bên Liên nhận đồ độ màu theo cà vẹt luôn nha. Rồi, qua đây là hai mẫu mới của 2023. Đó là một mẫu là cam đen và một mẫu màu đen bóng nha mọi người. Đen bóng, đen bóng mà có tem xanh, màu đó cũng rất nhiều người chuộng. Dạ, đúng rồi, đang có người chuộng luôn. Bên Liên đang xả luôn cho mọi người và giá là 44 triệu, không bị giảm giá. Và giá Liên báo đã bao gồm VAT luôn nha mọi người nha. Mua góp cái dòng ẹt này thì trả trước tầm 3-4 triệu là bên Liên hỗ trợ mọi người rồi. Rồi, đây là một cái mẫu màu đỏ candy.
được mọi người chuộng nè. Thì cái mẫu màu đỏ này á, bên Liên Độ rất là nhiều luôn, được kết hợp thêm tem. Và tất cả các tem này nè, bên Liên Độ là đi tem chìm vào trong luôn, nên mọi người không có sợ bị bong tróc thì dư nha. Như cái em này là bên Liên Độ lên từ khóa thông minh thì là 45 triệu cho mọi người. Đó, đây là một cái mẫu kỷ niệm 60 năm nữa nè mọi người, vẫn xả với giá 44 triệu luôn. Còn như đây mọi người quan tâm là khóa thường nó sẽ có màu gì, thì khóa thường nó sẽ có đen nhám và đỏ nhám nha mọi người. Thì thường thường là mọi người khóa thường đó, thì mọi người sẽ lựa chọn màu zin hoặc là những cái màu độ rất là nhiều luôn. Đó, thì khóa thường như hồi nãy Liên nói đang về xả với giá là 41 triệu đồng cho mọi người thôi nha. Rồi, hai dòng mô tô cho mọi người luôn, đó là dòng CBR và dòng R15. CBR thì hiện tại bên Liên đang xả với giá là 63 triệu đồng cho mọi người một chiếc nha. Còn đối với R15 là 62 triệu, mọi người trả trước tầm 10 triệu là bên Liên hỗ trợ mọi người nhận một chiếc xe như thế này về rồi nha. Ôi, Sonic nè. Dạ. Có trắng đỏ. Rồi, một mẫu trắng đỏ mâm đỏ, mẫu này mẫu 2022 cho bạn nào mà đang săn lùng nè, mẫu hiếm nha mọi người. Thì rục rịch thì cái mẫu 2023 nó cũng đã ra rồi nha, nhưng mà theo mọi người đánh giá là nó sẽ không đẹp bằng cái mẫu 2022 này đâu. Nhưng bên Liên còn vài chiếc cũng xả cho mọi người nè. Hiện tại số nít trắng đỏ mâm đỏ như thế này đang với giá là 54 triệu đồng thôi nha mọi người. Trả trước 5-6 triệu là bên Liên hỗ trợ mọi người nhận một dòng xe như thế này luôn. Đẹp. Màu zin luôn nha mọi người, không độ lại bất kỳ một dư luôn. Mọi người cứ lên kiểm tra xe thoải mái. Rồi, vô bên đây thì mẫu Winner V3 cho mọi người nè. Winner V3 thì có hai dòng luôn. Dòng phanh CBS thì hiện tại đang với giá là 32 triệu 500. Còn đối với dòng phanh ABS như thế này thì đang với giá là 35 triệu 500 cho mọi người nè. Một số màu sơn độ nè, màu đỏ candy, màu xanh lục bảo và xanh xanh candy cho mọi người đó. Mọi người thích màu sơn nào thì lấy phiên bản nào thì cộng thêm 1 triệu giúp Liên thôi nha. Rồi, xuống bên đây thì sẽ có hai mẫu. Thì đó, như mọi người tham qua tham khảo thì mọi người cũng đã biết là bên Liên đang được xả hai em Winner X này. Hai em Winner X này với phanh ABS luôn thì đang với giá là 31 triệu đồng cho mọi người luôn nha. Xe mới 100% luôn. Rồi, bên này có Sachi nè. Dạ, bên này thì có Sachi. Thì hiện tại Sachi nhập và Sachi Việt thì đang được giảm giá cực kỳ mạnh nha mọi người. Nếu mà mọi người nào quan tâm Sachi Việt á, Sachi Việt á, thì hiện tại bên Liên đang với giá là 42 triệu đồng thôi mọi người. Lưu ý nha là Sachi Việt là 42 triệu đồng. Còn đối với dòng Sachi nhập này đang với giá là 50 triệu 500 nha mọi người. Mua góp trả trước đúng 5 triệu là được nè. Rồi. Rồi SH cao đi. Dạ SH. Rồi mẫu SH mọi người đang quan tâm nè. Như đây là một mẫu 150 nha. 150 thì bên Liên còn hàng sẵn màu xám xi măng này cho mọi người luôn. Cho mọi người nào thích không thích cái 160 mà lựa chọn 150 thì hiện tại chiếc này đang với giá là 115 triệu cho vòng phanh ABS luôn nha mọi người. Một xíu Liên sẽ báo cái dòng SH160 giá cực kỳ ưu đãi cho mọi người luôn. Rồi, qua bên đây thì có một em SH125 phiên bản màu trắng. Mẫu này mẫu của 2022 nha mọi người. Bánh mâm màu bạc nè, mẫu ABS luôn. Đang với giá là 88 triệu cho mọi người nha. Cực kỳ đẹp luôn. Còn đối với dòng mà phanh CBS của dòng 125 á, đang xả cho mọi người đang với giá là 76 triệu nha. 76. Rồi đây, đây là một chiếc 150, phải nói là hàng hiếm bây giờ luôn á, là mẫu màu trắng, phanh ABS cho mọi người luôn nha. Đang với giá là 115 triệu. Nói chung là những cái mẫu này là phải nói là hàng siêu hiếm còn lại luôn. Dạ đây anh, 160 đây. Thì như lúc đầu em cũng đã nói á, là 160 nó đang được giảm cực kỳ mạnh cho mọi người luôn. Thì đây là một cái màu xám xi măng nha mọi người. Mẫu màu zin luôn, phanh là phanh ABS. Thì nếu mà màu trắng á, thì của em nó đang là 105 triệu. Còn đối với màu xám xi măng này đang là 107 triệu nha mọi người. Mua góp trả trước tầm 30 triệu là bên Liên hỗ trợ mọi người nhận xe như thế này rồi nha. Đối với dòng 160 này đang được giảm mạnh cho mọi người luôn. Mọi người tranh thủ nha. Nó sẽ tùy theo lô về á, nên giá nó cũng sẽ bị chênh lệch. Đó, Liên báo giá là ở thời điểm này nha. Rồi qua đây thì SH Mo cho mọi người luôn. SH Mo phiên bản tiêu chuẩn này á, thì đang với giá là 55 triệu. Bên Liên còn sẵn hai màu là đỏ đen và trắng đen cho mọi người nha. Còn đối với dòng phanh ABS thì đang với giá là 65 triệu cho mọi người nè. Trả góp trả trước 10 triệu là được rồi nha. Rồi ok, thì đó là giá xe á. Anh em nào mua những dòng nào thì chịu khó mình liên hệ á. Hiện tại thì nãy giờ mình chưa báo đó là AB 125, 150 và 160 em báo giá luôn rồi bạn. Dạ, nếu mà ai mà quan tâm AB 125 và
60 á, thôi nhờ đi xịt xuống dưới rồi báo cho mọi người luôn. Xe thì có rất là nhiều nhưng mà sẵn tiện thì mình chỉ báo sơ một vài dòng cho anh em tham khảo thôi. Dạ đây, thì AB125 cho mọi người nè. Thì hiện tại AB125 bên Liên đang với giá là 39 triệu đồng thôi nha mọi người. Mua góp thì trả trước tầm 2-3 triệu là được màu rồi. Đen, màu đen của 125 thì giá nhiêu? Dạ, cái mẫu đó là mẫu đặc biệt thì hiện tại giá của em nó là 41 triệu đồng nha. Ok, 150. Dạ, 150 thì hiện tại bên em còn được một chiếc độ như thế này là trắng đen và một chiếc là đỏ đen nha anh, là đang với giá là 53 triệu đồng. Nhưng mà cái mẫu mà mọi người quan tâm nhiều nhất á, đó là cái mẫu mà AB160 thì hiện tại giá của em nó đang là 57 triệu đồng thôi mọi người, phiên bản đặc biệt của dòng AB160 luôn nha. Ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó nhắn tin nha. Cảm ơn chị và bạn đã xem clip, xin chào và hẹn gặp lại.